Em làm tự do, làm cơ khí. Cái quan điểm này cứ trao đổi lỗi cho anh em mình nói chuyện sau nhá. Ừ. Xe của mình vi phạm này, nữa này phạt từ 2-400 nghìn. Lỗi xe nào đấy? Ừ. Được. Ừ. Ý anh à, có ai qua đây nhiều không? Anh xe thế nào? Em công nhân gì nguyên để trả được bao nhiêu anh Minh Động em xe thế nào cho em? Đề xuất đi. Không, anh bảo cho em biết chứ. Này nhá, thế thì đi xa phạt có mức thấp nhất. Được. Ăn được bố mẹ.